Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào các bạn, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều các sản phẩm giả nhái của các sản phẩm nổi tiếng có thương hiệu từ lâu, trong đó có sản phẩm được bác sĩ R7. Sản phẩm này hiện tại được làm giả và nhái vô cùng tinh vi, và nếu không phải là thợ lành nghề lâu năm thì các bạn rất khó có thể phân biệt được. Và chính vì thế, hôm nay công ty Tân Tiến Thành sẽ hướng dẫn các bạn các cách có thể phân biệt được sản phẩm R7 thật và giả. Thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách có thể phân biệt được. Đầu tiên thì cách thứ nhất, chúng ta có thể quan sát phần nắp của sản phẩm R7. Đối với sản phẩm R7 thật thì nắp của nó hoàn toàn bình thường, không có lỗ gì cả. Các bạn có thể quan sát. Còn đối với sản phẩm R7 giả thì đối với sản phẩm R7 giả thì trên phần nắp của nó có một cái lỗ khá là nhỏ, và chúng ta phải quan sát rất là kỹ thì chúng ta có thể thấy được nó. Như chúng ta có thể thấy ở đây, cái lỗ rất là nhỏ, khá là nhỏ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta có thể quan sát cái phần thiết kế cái bộ phận mà cắm cái vòi phun của nó. Thì đối với sản phẩm R7 thật thì cái bộ phận này nó khá là mỏng, nó rơi vào khoảng 0,1mm. Còn đối với cái sản phẩm R7 giả thì chúng ta có thể thấy nó khá là dài, nó rơi vào khoảng 0,2 đến 0,5, tùy vào từng lô sản phẩm. Cái thứ ba chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể phân biệt, đó là nhìn vào đáy của cái bình. Đối với sản phẩm R7 thì đây là hàng được sản xuất tại Thái Lan, thế nên là ngày sản xuất và hạn sử dụng của nó được dập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chúng có thể thấy là quan sát có hai hàng, một là ngày sản xuất của nó và hai là hạn sử dụng, được dập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Còn đối với sản phẩm R7 giả thì chúng ta có thể quan sát phần đáy của nó được in bằng tiếng Việt, chữ hạn, mỗi hạn phần hạn sử dụng. Cái thứ ba, cái thứ tư chúng ta có thể phân biệt, nó là chúng ta có thể nhìn được phông chữ. Bởi vì đối với cái sản phẩm R7 giả thì cái phông chữ của nó in khá là kém. Như chúng ta có thể đọc cái phần ngay đầu tiên, nó là khởi động động cơ, khởi động lại, thì cái chữ cái ô này nó in nó khá là không rõ ràng. Còn đối với sản phẩm thật thì phông chữ của nó in khá là đẹp và dễ đọc. Cái thứ năm có thể phân biệt, đó là khi chúng ta xịt nó ra. Đối với sản phẩm R7 giả, khi ta xịt ra thì mùi của nó thường nó khá là nhẹ, thường rất khó phân biệt được mùi. Cái thứ hai, đó là xịt ra chúng ta có thấy nó là dạng bọt, nó là dạng bọt. Còn đối với sản phẩm R7 thật thì chúng ta xịt ra thì nó không có hiện tượng bọt này, và mùi của nó khá là hăng nồng. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách có thể phân biệt được sản phẩm R7 thật và giả. Hiện nay vì lợi nhuận lớn từ việc bán hàng giả nên là các nhiều đơn vị cố tình đang bán các sản phẩm R7 giả này ra thị trường. Công ty Tân Tiến Thành hiện là đang phân phối các sản phẩm R7 chính hãng, với giá tốt nhất cho khách hàng. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có thể mua được sản phẩm chất lượng nhất với giá thành tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video này.